Tôi đã bao giờ nghe tên cậu ấy đâu. Nhưng mỗi khi cậu ta cầm bóng, cậu ta đều đánh bại các hậu vệ của chúng tôi một cách dễ dàng, rất nhanh nhẹn và khéo léo. Tất cả chúng tôi đều bị sốc. Không ai. Sao hả con mèo? Hôm qua mày nói ai chậm như rùa? Bỏ miệng, nó nạp VIP hay gì á chơi? Sao hả, sao tất tiếng rồi? Giờ đua không? Thằng nào ra hầm thủ thiêm trước là thắng. Ra đua kiểu gì à? Sổ dốc cầu ông lại. Ở đây rồi, vẫn lấy được bóng luôn. Ném Trung Bình 2 điểm. Nhân 2 là 4 điểm dành cho... dần buông mưa trên cao vẫn cứ thế thuần y như đang khóc hết nỗi buồn không cách nào để quên được vì anh uống càng say thì lại càng nhớ thêm đời người được có mấy lần yêu nên đâu em ơi anh sợ một ngày mình mất nhau sợ điều đó sẽ trở thành sự thật cơn mưa đang hạt dịu lòng chợt hơi khát.